của anh Trần Quốc Hùng. À, trong một bài viết của anh Trần Quốc Hùng mình có bình luận ở trên đó, thì anh Trần Quốc Hùng đã có một quan điểm rất đúng, đó là chúng ta đánh giá mỗi người theo một cái gọi là quan điểm, trên cơ sở là quan điểm lịch sử cụ thể. Tôi đã nói rất nhiều lần đó là ngày hôm qua người ta như thế nào thì chúng ta đánh giá như thế, hôm nay người ta đã thay đổi thì chúng ta đánh giá theo cái của hôm nay, nghĩa là ở từng vào thời điểm lịch sử cụ thể của cuộc đời người ta mà người ta được đánh giá. Vào thời đó lúc anh ta chưa có ý thức thì anh ta được đánh giá là người chậm tiến, nhưng khi anh ta đã tiến bộ thì chúng ta đánh giá anh ấy là một cái người có lý tưởng. Ví dụ như là một người mà phạm tội thì Chủ tịch Hồ Chí Minh nói là chúng ta không gọi thanh niên là những người bỏ đi hư hỏng, bởi vì Bác Hồ nói rằng là hư hỏng là đồ bỏ đi, mà chỉ gọi thanh niên là những người thanh niên mà vi phạm pháp luật ấy, thì gọi là đó là những thanh niên chậm tiến. Và một ngày nào đó người ta đã biết sai sửa sai thì đó, cái ngày hôm đó người ta gọi người thanh niên đó chính là những người tiến bộ. Gọi người ta chậm tiến để người ta có ngày còn tiến bộ, còn nếu như gọi người ta là đồ hư hỏng có nghĩa là đồ bỏ đi. Cũng vậy, đánh giá một con người cũng trên lịch sử cụ thể, nghĩa rằng là ngày hôm qua người ta xấu, hôm nay người ta tốt, thì ta đánh giá ở ngay giai đoạn của hôm nay là người này tốt hay xấu. Cũng vậy, ngày hôm qua người ta tốt nhưng hôm nay người ta xấu, thì cũng ngay giai đoạn hôm nay người ta được đánh giá là xấu. Cũng vậy, Bác Hồ đã nói rồi, một người hay một đảng hôm qua là vĩ đại nhưng chưa chắc hôm nay là vĩ đại nếu không giữ được cái đạo đức của mình. Chúng ta thấy rất là nhiều người trong thời gian vừa qua đó, trong thời gian đầu khi mà các cái nhóm chống cộng ở hải ngoại cũng như trong nước nó bắt đầu lợi dụng mạng xã hội để mà nó tuyên truyền chống lại đảng và nhà nước ta đó, thì những người tham gia mạng xã hội như chúng ta bắt đầu có những cái phản ứng cụ thể. Chỉ đơn thuần đó là chúng ta thấy nó nói sai và chúng ta phản bác lại các cái sai trái đó. Chúng ta vạch mặt cho cộng đồng mạng xã hội thấy được rằng những cái lời lẽ của các bạn ấy là nói bậy nói trật, để giúp cho những người chưa hiểu biết, để giúp cho những người còn trung lập hiểu được Đảng Cộng sản Việt Nam và hiểu được nhà nước Việt Nam, cũng như hiểu được tình hình xã hội thực tế ở Việt Nam. Bởi vì chúng ta mỗi người ở mỗi địa phương khác nhau, trong một cái đất nước chúng ta như thế này, nói là một, chúng ta là một quốc gia nhỏ bé nhưng ở mỗi vùng miền khác nhau thì nó lại rất là lớn. Như tôi đâu có biết được giờ này ở Hà Nội xảy ra chuyện gì, hay đâu biết được ở tại các địa phương nó xảy ra chuyện gì. Nhưng mà thông qua mạng xã hội, tôi nghe tin đồn này, tôi nghe tin đồn kia, và để xác minh và chính xác từng sự việc thì phải chính những người ở những địa phương đó nói thì mới thực sự là chính xác. Cũng như những cái cơ quan truyền thông có uy tín nói, những cơ quan truyền thông chính thống nói thì lúc đó chúng ta tin tưởng hơn. Nhưng mà trong suốt cái thời gian mà mạng xã hội phát triển ở Việt Nam mới nhen nhúm thì rất nhiều các đối tượng chống phá nhà nước ta nó lợi dụng vào cái lúc này chưa có sự quản lý, cũng như là chưa có sự tham gia nhiều của các cơ quan chức năng, cũng như chưa có sự tham gia của nhiều người tham gia mạng xã hội chúng ta, thì nó bắt đầu nó tuyên truyền nói sai sự thật. Và cái việc mà những người biết việc như chúng ta nói lên tiếng nói của mình để bảo vệ sự thật, để nói lên cái đúng là cái điều rất là đương nhiên. Tuy nhiên thì bởi vì người ta có cái mưu đồ cho nên người ta mới xuyên tạc. Cho nên là khi bị vạch mặt mặt ra thì nó sẽ rất là cay cú, và dĩ nhiên nó sẽ trả thù bằng cách đó là nó bôi nhọ cái tiếng nói của chúng ta, nó bôi nhọ tiếng nói của những người phản bác lại các cái luận điệu xuyên tạc của nó. Cụ thể trong thời gian qua chúng ta thấy thì như tôi thấy các đối tượng nó cụ thể là ở ngoài Hà Nội ngay chỗ tượng đài Lý Thái Tổ, là vào năm 2014 thì tôi nhớ là có cái cuộc biểu tình về vấn đề gạt ma, thì các cái đối tượng trong các cái nhóm biểu tình ở Hà Nội chống đảng nhà nước ấy, nó đã có cái kế hoạch ở trên Facebook, có nghĩa là nó đưa ra hôm nay ngày 14 tháng 3 sẽ ra tượng đài Lý Thái Tổ biểu tình như thế nào, nó là gạt ma nhưng thực tế là nó đưa ra những cái khẩu hiệu băng rôn như thế nào, nó chuẩn bị sẵn hết, nó lên trên đúng cái Facebook của nó và nó chuẩn bị sẵn hết. Những băng rôn ngày mai là đã đảo nông đức mạnh, bán nước hại dân, rồi đã đảo ai đã đưa 64 liệt sĩ làm bia đỡ đạn cho giặc Tàu. Những cái câu nói chủ yếu là để chống đảng nhà nước chứ không hề là tưởng niệm liệt sĩ gì cả,
hay là tưởng niệm chiến sĩ gì cả, cũng như là nó gọi 64 vị liệt sĩ của chúng ta hy sinh ở Gạc Ma, nó gọi là tử sĩ chứ không phải gọi là liệt sĩ. Do vậy ở đây nhìn nhận được vấn đề, cho nên là rất nhiều bạn lúc đó là các những bạn ở đó lúc mà đấu tranh phản biện trên mạng xã hội, các bạn phát hiện được ấy, các bạn ở Hà Nội đấy, thì các bạn đã tổ chức ra chiếm đi cái diễn đàn, có nghĩa là các bạn chiếm cái khu vực tượng đài Lý Thái Tổ để chi, để nó không có đất để nó biểu tình. Thế thì sự đụng độ xảy ra, và nhìn nhận vấn đề này có hai khía cạnh nhìn nhận, đó là gì? Một số người do thiếu hiểu biết và kém thông tin đã nhào nặn và nói rằng là tại sao người ta ra biểu tình để mà ủng hộ, để mà tưởng niệm các liệt sĩ Gạc Ma, mà cái tụi thanh niên này nè, tụi nó ra đây để tụi nó cản trở, không cho người khác tưởng niệm, vậy tụi nó là những kẻ vô ơn, đúng không các bạn? Người ta đi tưởng niệm liệt sĩ mà một số thanh niên lại đi ra cản trở không cho tưởng niệm, thì đó là sự vô ơn, đúng không các bạn? Nhìn bề ngoài chúng ta thấy như thế, nhưng ở trong đó chúng ta thấy cái gì? Các bạn đã cản trở được một cuộc biểu tình chống đối đảng và nhà nước ta, cũng như là miệt thị các liệt sĩ ta. Mời đúng. Các bạn thấy những cái băng rôn họ đứng ra là gì? Đó là đã đảo nông đức mạnh, bán nước hại dân. Biểu tình, gọi là biểu tình để mà tưởng niệm liệt sĩ, vậy cái câu đã đảo nông đức mạnh, bán nước hại dân là đã đảo cái gì? Có liên quan tới liệt sĩ Gạc Ma. Rồi nó nói là nó biểu tình để mà tưởng niệm liệt sĩ Gạc Ma. Thế là nó trưng cái băng rôn lên là gì? Ai đã đem 64 liệt sĩ này làm bia đỡ đạn cho giặc Tàu? Câu đó là câu tưởng niệm liệt sĩ à? Và rằng là chúng ta hiểu được nè, khi mà nó nói nó tưởng niệm liệt sĩ, tại sao không đến nghĩa trang liệt sĩ tưởng niệm mà lại đến cái chân tượng đài của Lý Thái Tổ để tưởng niệm? Cho nên ở đây là nhìn nhận vấn đề, chúng ta thấy được đó chính là cái sự tráo trở và đánh giá, đánh lừa dư luận. Và dư luận chúng ta cũng quá dễ dãi và quá dễ tin. Chúng ta thấy thời gian đó báo Thanh Niên, báo Tuổi Trẻ và một số báo khác, báo Nông Nghiệp, báo gì à? Báo cái gì, báo Giáo Dục Việt Nam đặt những cái tiêu đề, những cái tốt, dư luận viên họ là ai, chúng nó là ai, rồi nào là những kẻ vô ơn. Nhưng tôi nói với các bạn, những bạn thanh niên ngày hôm đó ra chân tượng đài Lý Thái Tổ ngăn cản cuộc biểu tình tưởng niệm liệt sĩ Gạc Ma theo cái tên rất là kêu đó đó, là những bạn mới chính là những người biết tôn trọng liệt sĩ và yêu mến đất nước này. Còn cái bọn kia là cái bọn biểu tình bán nước, rõ ràng trong bọn đó có phải, chả phải có Trương Văn Dũng sao? Chả phải là tất cả những mặt mũi biểu tình chống đảng nhà nước đều có trong đó hết à? Thế cho nên ngày hôm nay chính các bạn là sau này các bạn chính là những người đi chửi Trương Văn Dũng, chửi những cái người biểu tình đó mà. Các phong trào yêu cây yêu cá cũng chính các bạn là những người viết bài chửi mà. Thế tại sao các bạn lại không nhìn ra vấn đề? Các bạn đánh giá vấn đề như thế. Thế thì ngày hôm nay chúng ta thấy được là như bản thân tôi đi. Tôi lên mạng xã hội, tôi tổng hợp tin tức đăng cho các bạn xem, và tôi cùng với các bạn mỗi một ngày viết bài cập nhật tin tức về các hoạt động của các cái nhóm dân chủ cuội. Gọi là nhân dân chủ cuội có nghĩa là tôi đang nói trêu chọc tụi nó, bởi vì nó chỉ là những cái thành phần gọi là giả danh dân chủ, mạo danh dân chủ để hoạt động chống phá đảng và nhà nước ta mới là cái vấn đề của nó. Do vậy nên chúng ta gọi nó là dân chủ cuội. Hàng ngày chúng tôi lên viết bài cập nhật thông tin cho các bạn, để chỉ để các bạn nắm lấy thông tin này, biết được rằng là cái hoạt động đó là một hoạt động sai trái, để các bạn đánh giá, phê bình cũng như là chê trách nó, để tránh né nó, để giúp cho nhiều người ở xung quanh của các bạn nắm được thông tin hơn. Ví dụ như nói, ồ, tại sao mà con Lê Mỹ Hạnh nó bị đánh, các bạn binh dựng nó, nhưng thực tế nó là một cái đứa cầm đầu chặn quốc lộ ở Đèo Con, kích động giáo dân chiếm lấy cơ quan công quyền, bạo loạn lật đổ. Một cái con phản động như thế, nói thẳng với các bạn về trách nhiệm của mỗi công dân gặp tội phạm là đập. Cho nên ở đây nói với các bạn những điều này để thấy được rằng là cái thái độ của người dân chúng ta đối với tội phạm, đối với tất cả những cái hành vi sai trái của những cái kẻ mạo danh dân chủ là một cái tình cảm chân thật, bức xúc thật, cho nên mới có cái hành động thật. Thế các bạn thấy, các bạn có nhiều bạn đặt câu hỏi ra tại sao mà cái đối tượng như những cái đối tượng phản động mà nó cứ nhan nhản ngày nào nó cũng đăng bài chửi đảng, chửi nhà nước, mà tại sao nó chưa bị bắt? Các bạn cứ hỏi thôi. Các bạn hỏi xong các bạn chê trách chúng tôi, các bạn nói là
Ôi cái mà tụi bay lo bò trắng răng, an ninh Việt Nam là số 1 thế giới rồi. Tụi bay làm thay việc an ninh à? Hả? Hay là tụi bay đang phá hoại an ninh? Các bạn chửi chúng tôi, các bạn nói rằng là chúng tôi là cái gì? Là bò đỏ. Không, để các bạn miệt thị chúng tôi, nói rằng là chúng tôi đừng có làm gì hết, cứ để công an lo. Nhưng thực tế các bạn thấy bức xúc không? Hàng ngày lên chửi đảng chửi nhà nước, các bạn bức xúc không? Nếu các bạn là những người biết giá trị của nền hòa bình này, nếu các bạn là những người biết giá trị của nền hòa bình này, các bạn chắc chắn phải bức xúc bởi những cái hoạt động mà các bạn nhìn thấy trước. Bởi vì chúng ta biết được cái cụm từ diễn biến hòa bình như thế nào, đấu tranh bất bạo động ra sao, rồi chúng ta hiểu được rằng là cách mạng màu như thế nào. Chúng ta đã thấy những quốc gia mà nó xảy ra cách mạng màu, xảy ra diễn biến hòa bình là điều sụp đổ chế độ, là điều loạn lạc, là điều có chiến tranh. Các bạn thấy không? Các bạn đều thấy rồi. Trung Đông, Bắc Phi, Ukraine, các bạn nhìn thấy đó, tan nát đất nước không còn gì cả. Và nhất là cái dân tộc của chúng ta, mà nếu nói thẳng với các bạn là dân tộc chúng ta, dù rằng nó là 54 dân tộc nhưng nó cũng rất nhỏ. 54 dân tộc này mà chịu sự chia rẽ, chia rẽ tôn giáo, chia rẽ dân tộc và tất cả các cái nữa, thì chắc chắn các bạn đang nát cái nước này. Nói thẳng các bạn là đất nước Việt Nam mà đa đảng thôi, trong vòng một tháng coi như banh chành không còn gì cả. Bởi vì các bạn không biết thượng tôn luật pháp. Hãy nhìn lại xem cái mức độ mà thượng tôn luật pháp của chúng ta ở tầm mức nào. Bây giờ tôi ví dụ như các bạn một cái trường hợp của ngày hôm nay tôi đã đăng tin cho các bạn, đó là cái trường hợp ở Đồng Tâm của ông Lê Đình Kình. Thì tôi nói các bạn là trong những ngày qua thì ông Lê Đình Kình đã làm một cái động tác, đó là kích động người dân ở xã Đồng Tâm, một số người thôi nhé, quăng áp lực với công ty vận tải rác, đem rác tới trước cửa ủy ban xã Đồng Tâm và đổ ở đó. Mục đích là gì? Họ vẫn nói cái nhóm ông Lê Đình Kình được gọi là một cái nhóm gọi là nhóm Đồng Thuận, được thành lập vào năm 2012 để chống lại các cái quyết định của thành phố Hà Nội về vấn đề thanh tra đất đai, biến đất quốc phòng thành đất riêng, đất tư, và nó chống lại tất cả các quyết định của ủy ban thành phố Hà Nội, và nó còn thề sống thề chết để giữ đất. À, như thế thì các bạn thấy một hành vi xem thường luật pháp, xem thường cộng đồng mà các bạn vẫn không có tiếng nói sao? Như tôi cũng như rất là nhiều người đã lên tiếng, đã phản đối, thấy các bạn như thế nào? Tôi không biết các bạn có phản đối việc đó không, nhưng tôi thấy một điều rằng là khi mà tất cả chúng tôi đấu tranh với các cái luận điệu xuyên tạc cũng như những hành vi phá hoại luật pháp như thế, thì các bạn gọi chúng tôi là bò đỏ. Thế các bạn nằm ở đâu? Tôi không biết các bạn đã đấu tranh như thế nào để xây dựng cái xã hội này, nhưng tôi thấy rõ một điều là các bạn tới giờ này các bạn chống lại các cái hoạt động đấu tranh chống các cái luận điệu xuyên tạc, thì tôi không hiểu mục đích của các bạn là gì. Vừa qua các bạn gọi chúng tôi là một lũ yêu nước. Đó là sao? Trên trang nhà của anh Trần Quốc Hùng có một cái câu, đó là của một người, một cái nick tên là Vô Tích Sự, gọi chúng tôi là một lũ yêu nước. Không. Rồi một người tên Nguyễn Quốc Tuấn nói rằng là nếu không sủa giống các con bò đỏ đó, thì không gọi là yêu nước. Các người miệt thị tất cả mọi cái hành động mà những cái việc mà tất cả những cái người như chúng tôi ở đây dành thời gian riêng tư của mình, đáng lý ra chúng tôi có thể nghỉ ngơi, chở con cái đi chơi, lo lắng vui chơi với gia đình, nhưng chúng tôi ở đây là chúng tôi đang cố gắng đấu tranh với cái gì? Với các cái luận điệu xuyên tạc, để làm gì? Để bảo vệ cái xã hội này, bảo vệ sự thật. Bởi nhìn thấy sự sai trái mà không nói tôi ấm ức lắm. Cũng vậy, thời gian qua có một người tên là Lê Văn Lực, là một cựu chiến binh. Ông ấy nói sai về vấn đề Hồng Vệ Binh, thì ngay lập tức có một người lính của chế độ Việt Nam Cộng Hòa lên một cái kênh truyền thông của Việt Vision phản bác lại cái luận điệu sai trái đó. Thì ngay lập tức trên trang anh Trần Quốc Hùng lại có một ta thuốc, đó là gì? Đó là phê bình cái kênh Việt Vision, phê bình kênh biểu dân, lấy một lính Việt Nam Cộng Hòa để chê một cựu chiến binh Việt Nam, một cựu chiến binh nói láo, một cựu chiến binh xuyên tạc sự thật. Đó là hành vi của một kẻ phản bội cách mạng. Bởi làm cách mạng không ai nói láo cả, làm cách mạng mà nói láo là không còn là trong sáng trong sạch nữa. Một kẻ đi xuyên tạc thì không còn là người trong sáng nữa.
Mà người không trong sáng thì không phải là mục tiêu của đảng. Đảng ta tồn tại được là nhờ vào đảng ta đem sự thật đến, đem chân lý đến. Mọi sự dối trá đều không thể tồn tại. Vì vậy cho nên ông Lê Văn Lực, một cựu chiến binh, đã đem sự dối trá đến trong mạng xã hội này để phê phán, phê bình một nhóm người mà ông ta không biết. Mà ở đây bị một người khác phê bình lại, tôi nói thẳng, cho dù là cựu chiến binh hay bất kỳ một đảng viên nào, nhưng nói bậy, nói sai, nói trật cũng đều bị, cũng sẽ bị vặn lại thôi. Một đứa con nít cũng vặn lại được. Bởi vì chân ông bà có câu gì đó, người của chế độ cũ thì anh ta nói trật. Anh ta là người của chế độ cũ nhưng anh ta nói đúng vẫn phải nghe. Anh quá cực đoan hay sao? Đó là nói với anh Trần Quốc Hùng. Một điều nữa, người ta yêu nước hay là người ta làm gì, nếu mình không đồng ý với cái hành động, hành vi của người ta thì cũng đừng miệt thị người ta. Nếu như mình có chứng cứ rằng người ta đang phá hoại thì hãy nêu những cái luận điểm, luận cứ của mình ra để chỉ cho người ta thấy cái sai của người ta, góp ý và phê bình người ta một cách chân thành, một cách chân thành và thật lòng, chứ không phải là miệt thị người ta bằng cách đấu đá. Khi tôi nói cái kênh VHK nó phản động, tôi thấy là tôi đưa ngay tất cả những bằng chứng nó phản động ra là gì, đó là sự cấu kết. Tại sao giờ này chúng tôi phải tìm thân phận cho mình, yêu nước cũng phải tìm thân phận à? Các người gọi chúng tôi là bò đỏ, nói thật tôi chả bao giờ buồn với cái từ bò đỏ, bởi chúng tôi khoác cái áo mang cái lá cờ đỏ sao vàng trên người, hay là chúng tôi có cái áo để in cái sao vàng, áo đỏ in sao vàng lên người, để chúng tôi khẳng định rằng lập trường và mục tiêu lý tưởng của chúng tôi đó là ủng hộ đảng và nhà nước Việt Nam, ủng hộ đảng Cộng sản Việt Nam, ủng hộ nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thế mà mỗi lần chúng tôi thể hiện cái tâm tư tình cảm đó, các người lại nhào vô chửi bới chúng tôi. Thế các người có phải là những con bò đang thấy màu đỏ của chúng tôi, các người đâm vô, các người hút chúng tôi đấy. Chúng tôi mang những cái áo cờ đỏ sao vàng trên người và các người đang hút vào chúng tôi đấy. Có đúng thế không ông Lê Văn Lực và các cái nhóm chống cờ đỏ? Các vị chống lại cờ đỏ, lập tức các nhóm hải ngoại vô bình luận chửi cờ đỏ, chửi các nhóm cờ đỏ, và vì vậy thành cái diễn đàn để chống chống đối lẫn nhau. Như vậy có phải là hòa hợp hòa giải? Đối tượng mà chống phá đảng nhà nước ta ngày nào cũng có các bài viết cả. Như thế thì các bạn có thấy rằng là sự tích cực đó nó tốt không? Các bạn thấy được rất là rõ âm mưu xuyên tạc bịa đặt. Các bạn nhờ qua các bài viết của Trần Ái Yến, của Phùng Quốc Hà, của Nguyễn Minh Tuệ mà các bạn biết được các cái nhóm đấu tranh dân chủ nó đang phá hoại như thế nào, và các bạn thấy đó và các bạn tránh xa nó ra, các bạn nắm được thông tin, các bạn đã đem những thông tin đó giúp đỡ cho những người chưa biết nắm được thông tin. Như thế thì đất nước chúng ta nhờ vào cái kênh thông tin được giải độc mà ổn định mạng xã hội này, nó ổn định hơn. Nhiều người không biết, nhiều người nước trước đây ủng hộ các nhóm đấu tranh dân chủ, nhưng bây giờ người ta nhìn ra các nhóm này chỉ là vì tiền, các nhóm này nó xuyên tạc bịa đặt nên người ta không còn tin tưởng vào các nhóm này nữa. Cái đó chính là cái công lao lớn nhất của những người mà đấu tranh. Các bạn thấy Nguyễn Thị Lý không? Một nick Facebook ở miền Trung viết bài rất chuẩn mực về tôn giáo, về tất cả mọi cái thông tin rất chính xác từng vụ việc. Các bạn thấy những cái nick như là Ngô Mạnh Hùng, các bạn thấy những cái nick như là ở phía Bắc, các bạn viết bài rất tuyệt vời, cắt lóc như mỏ làng, che làng, lo phường, cắt lóc sân đình, cắt lóc Việt Nam mới, những cái lóc đó viết bài hàng ngày và có nhiều bài giải đọc thông tin cho các bạn, có những bài bình luận làm cho các bạn nắm bắt được tình hình đất nước. Do đó cho nên là những cái người không làm được điều gì, không có một bài viết nào để phản biện, phản bác các luận điệu xuyên tạc, không có một cái hành động nào hành để mà chứng tỏ rằng mình có đấu tranh, thì làm gì xứng đáng để có thể bàn tới vấn đề là chê trách người này hay chê trách người khác. Và nếu nói về bò đỏ thì tất cả những người chống lại cờ đỏ đều là bò đỏ cả. Bởi nó thấy ai mặc áo cờ đỏ sao vàng, ai nhân danh cờ đỏ sao vàng, nó lũ vô nó đâm thôi, nó chả biết đúng sai. Ví dụ như nó lũ vô một đối tượng nào đó có hoạt động sai trái nhưng mà mang cờ đỏ sao vàng, đó là nó lũ vô đúng, nó hút đúng. Còn những người đấu tranh chân chính mà nó lũi vô nghĩa là chả biết đúng sai thì nó là những con bò, đúng không? Cho nên thì thời gian qua nhiều người ở trong các nhóm cờ đỏ
đã không còn được giữ vững được cái lập trường của mình. Một là không giữ vững lập trường, có nghĩa là các bạn có một số bạn đã nói với tôi thế này, nhắn tin cũng như gọi điện thoại nói chuyện trực tiếp, các bạn nói rằng là các bạn không muốn dính dáng vô các cái việc này nữa, để các bạn lo cho vợ con, lo cho chồng con. Các bạn sợ dính dáng tới thì gia đình các bạn sẽ bị pháp luật thế này thế nọ, cho nên là các bạn là không muốn dính tới, các bạn từ chối tham gia. Các bạn rất lạ là các bạn từ chối tham gia để mà chống các luận điệu xuyên tạc, nhưng các bạn lại qua các nhóm xuyên tạc, các bạn là ở bên đó không viết bài nhưng lại vô comment bình luận ủng hộ. Cái thứ hai là một số bạn vì cái lợi ích cá nhân, coi nghe là vì lợi ích vật chất.